Đại ca, tìm được bánh trái dây rồi, có người xa lưới rồi. Nhưng chúng tôi luôn liên lạc rất cẩn thận. Chắc cảnh sát không hỏi được gì. Đây là việc nhỏ thôi, tìm đứa nào khôn một chút chịu tội thay là được. Nhưng phía cảnh sát còn để ý vào, đừng để chúng lần ra dấu vết, làm lớn việc lớn. Con trai mẹ về rồi. Để mẹ xem nào. Con cơ thể sao nào khá tốt. Con không sao. Con chỉ đen một chút thôi. Mẹ sao rồi? Không phải mẹ bệnh sao? Mẹ đâu có. Mẹ chỉ là nhớ con quá thôi. Mẹ là lừa con. Tiểu Dương, đừng lái xe đi. Mẹ làm nhiều món ngon cho con lắm. Đi. Mẹ à, mẹ không biết con. Mau đi nào. Cục cảnh sát bận lắm mẹ, nghịch thật. Con xem gì món ngon lắm. Dì Lưu, mới sáng ra mẹ cậu đã bảo tôi đi chợ, dặn tôi mua hải sản cậu thích. Hai mẹ con mau ăn đi. Được, cảm ơn nhé. Tôi đi làm việc. Nào, mau ăn đi. Mẹ cũng ăn đi. Sao, ngon không? Tay nghề của dì Lưu lúc nào cũng thấm lắm. Chuẩn. Con trai, ba con gặp khách ở trong phòng sách. Lát con đi gặp ông ấy đi. Ông ấy không nói ra, nhưng trong lòng nhớ con lắm đấy. Chờ con ăn xong đã. Được, giờ con đi. Phòng sách có phải không? Mẹ nghịch thật đấy. Bên này nhiều một chút. Hay, hay lắm. Hay đấy Dương Tổng. Dương Tổng, bức tranh này quả là không tầm thường. Sao lại nói vậy? Anh xem bức tranh này chỉ dài nét bút, trông rất sạch. Người thường sẽ không thấy nó đặc biệt gì, nhưng tinh túy của quốc họa thì nằm ở đâu? Là ở khoảng trắng. Đúng, bức tranh của Dương Tổng mỗi khoảng trắng đều có điều kỳ diệu. Dương Tổng siêu lắm. Quá khen. Đẹp thật đấy. Chào chú. Chào ba. Đây là con trai của Dương Tổng nhỉ? Đúng như Dương Tổng là một nhân tài đấy. Là một nhân tài. Đại Vũ làm việc ở đâu vậy? Bây giờ đang làm ở Cục Cảnh sát thành phố Tuy. Cảnh sát hình sự. Đúng, cháu đang làm cảnh sát hình sự ở thành phố Tuy. Vì đây là ước mơ từ bé của cháu. Tất nhiên cháu cũng mong ba của mình ủng hộ ước mơ của cháu. Ba còn chuyện gì khác không? Hết rồi. Vậy cháu không làm phiền mọi người nữa. Xin phép nhé. Tạm biệt. Anh xem. Lớp trẻ bây giờ thẳng thừng như thế đấy. Phải, đúng là vậy thật. Thật ra như vậy cũng tốt. Lòng nghĩ gì cũng nói thẳng. Ừ, cũng phải. Thôi kệ nó đi.
ngủ ngon. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Bữa sáng ra làm gì vậy? Ở thêm chút nữa rồi đi. Chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nhớ tuần sau về sớm đấy. Nghịch ngợm thật. Chào buổi sáng. Tập à? Đang tập. Chào. Chúng tôi trích xuất camera, nhưng chỉ tìm được đoạn phim Mạch đi rút tiền, không tìm thấy đoạn phim hắn đi giao dịch. Nhưng qua lời Mạch tả, chúng tôi tìm ra địa điểm giao dịch của họ. Nhưng camera toàn điểm mù. Phải. Có nhắc đến diện mạo đối phương không? Mạch đi giao dịch thường chọn ban đêm, nên hắn không thể cung cấp đầy đủ đặc điểm để dễ chân dung. Ban đêm. Mời người của phòng kỹ thuật. Sầu riêng thực sự rất thối. Tôi biết. Tôi vốn định ăn với anh. Tôi cũng biết. Nhưng cậu nên nói với tôi một tiếng. Bỏ trong tủ mấy ngày. Tôi ngửi mùi thối hết mấy ngày. Tôi sai rồi, tôi quên mất. Cậu không sai, là tôi sai. Xin lỗi mọi người nhé. Xin lỗi mọi người. Tôi biết tôi bốc mùi lắm. Nhìn người ta đi. Alo. Dân dân, tôi biết rồi. Đội phó tư, đội cục ăn nói có một vụ bắt cóc. Nhưng mà người báo án cung cấp rất ít thông tin. Thì đang xử lý như vụ mất tích. Cô ấy đang rất nguy hiểm. Tôi nói mọi người nghe, đã lâu lắm rồi. Xin anh đừng sốt ruột, đội cảnh sát hình sự sẽ đến ngay. Vậy tốt quá. À, cảnh sát, anh cuối cùng cũng đến rồi. Giữ khoảng cách, giữ khoảng cách. Cảnh sát à, mình nhanh lên được không? Tìm ra bạn gái của tôi, giờ cô ấy đang rất nguy hiểm. Anh nói tôi biết bạn gái anh mất tích ở đâu đã. Không, không phải là mất tích. Lúc tôi điện thoại, báo cảnh sát đã nói rất rõ là bắt cóc. Là bắt cóc đấy. Anh Nguyễn đừng kích động. Nói chúng tôi biết hiện trường vụ án trước đã. Trên lầu, người bị bắt đi. Trước mặt của anh sao? Không phải. Không phải. Nhưng xin mọi người hãy tin tôi đi. Cô ấy bị bắt cóc thật sự. Nhà ở đâu? Trên lầu. Lên đó xem. Viết giả cho hai người rồi. Bên đây. Quy tử, nghe bảo cậu bán nhà rồi hả? Cậu gặp phải chuyện gì mà đến nỗi bán nhà? Bác ba, giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện với bác. Bên đây.
Đồng chí cảnh sát, xin mời vào. Trong này đều là của tôi. Chúng tôi ở đây. Bên đó là nhà kho. Thường ngày không khóa. Đồng chí cảnh sát, mời vào. Tiểu Tề, tìm hiểu tình hình. Dân. Đội phó Từ, tôi đi đâu tìm hiểu, còn muốn đi đâu tra cũng được. Ví dụ như nhà kho. Dân. Tiểu Đông, nào. Anh Nguyễn, tôi tìm hiểu tình hình với anh trước nhé. Cô uống nước đi. Anh Nguyễn, chúng tôi vào xem được không? Cứ tự nhiên. Cảm ơn anh Nguyễn. Mới tìm hiểu tình hình sơ qua đã. Được, bắt đầu. Bạn gái của anh tên gì? Cô ấy tên Trình Tâm. Mùi gì thế này? Anh Nguyễn, tôi và đám bạn nhà anh có thứ gì bị người ta động vào không? Không. Có chỗ nào thấy khác lạ không? Cũng không. Anh nói tiếp đi. Cô ấy là ca sĩ. Thành phố tuy có một quán ăn ngoài trời. Cậu đi quanh hỏi hàng xóm xem có gặp người này không. Tôi và đám bạn thường tới đó ăn cơm. Thường thấy sao nữa? Ca sĩ hát xong biểu diễn ở đó. Hai người quen nhau thế nào? Tôi nhớ tôi và đám bạn sao quán ăn. Đào cạn. Cạn đi. Đã thật. Vẫn là anh Nguyễn sống sướng như tiên. Hai căn tái định cư. Một căn ở, một căn cho thuê. Chỉ nhờ tiền nhà là cả đời khỏi phải làm lụng gì. Cho thuê nhà kiếm được mấy đồng đâu. Tiền này không quan trọng anh Nguyễn à. Đó là nguồn thu nhập cố định. Nhưng có một vấn đề đấy anh Nguyễn. Có nhà rồi, sao anh không lo tìm vợ đi? Đúng, đừng có hùa theo. Nào, cùng một cái nào. Nào, cạn đi. Đại Dũng, trong túi còn bao nhiêu tiền? Chỉ còn 200, cho người ta đi. Đây, anh Nguyễn cho cô. Cầm đi. Hát hay lắm. Anh Trình Tâm, nào ngồi đi. Đói rồi mà bao ăn đi. Cứ vậy, sau đó hai chúng tôi từ từ yêu nhau. Đồng chí cảnh sát à, mọi người phải tranh thủ thời gian tìm ra cô ấy. Cứu cô ấy đi. Tôi nói cô nghe, không sợ cô cười. Giờ tôi thật sự không thể sống thiếu cô ấy. Anh Nguyễn, quan hệ của anh và Trình Tâm có chắc là người yêu? Phải. Vậy sao anh nghĩ cô ấy bị bắt cóc? Là như vậy.
Ba cô ấy bệnh nặng, vì để gom tiền, trước khi chúng tôi quen nhau, cô ấy đã vay nặng lãi. Và lại cô ấy nói, bọn cho vay nặng lãi cứ luôn uy hiếp, hăm dọa cô ấy. Quy tử, con gặp phải chuyện gì mà đến nỗi bán nhà? Vì tôi không có tâm trạng nói chuyện này với bác. Bọn này hung ác, giết người không chớp mắt. Họ liên lạc với anh không? Có tốn tiền anh không? Không. Không phải, đồng chí cảnh sát, anh không tin tôi phải không? Ý tôi là nếu thực sự có bọn người như vậy, chúng tôi nhất định sẽ xử lý. Không phải đồng chí cảnh sát, mình chỉ hỏi chút chuyện này, xin lỗi làm phiền một chút. Anh Nguyễn, cho anh có hút thuốc không? Tôi không hút. Trình Tâm thì sao? Cô ấy cũng không hút thuốc. Hôm qua anh có vào nhà kho không? Không, vậy thì đúng rồi, đội phó Từ, chị Nhiễm trong nhà kho tôi phát hiện vài bánh muối, có muốn đi xem với tôi không? Tiểu Tề, đi. Hôm qua chúng tôi không vào nhà kho. Đội phó Từ vẫn xử lý theo vụ án mất tích chứ, cứ xử lý kiểu này trước. Được, không phải, nó là bắt cóc mà. Chị Nhiễm, đầu lọc này, dấu giày này, cẩn thận. Chị xem dấu giày này, hai hoa văn khác nhau, chắc là hai người đàn ông. Tôi so kích cỡ rồi, với cả số đầu lọc này, chị bảo liệu có ai ở trong nhà kho cả một đêm không? Từ lúc mất tích tới giờ khoảng bao lâu? Tôi giải thích với anh nhiều lần lắm rồi. Có thể là bọn cho dây nặng lại đó. Sếp, hỏi xong rồi, hỏi hết hàng xóm xung quanh rồi, không ai thấy Trình Tâm, cũng không thấy ai khả nghi. Kỳ lạ, anh bảo một người sống sờ sờ tự nhiên biến mất. Từ lúc mất tích tới giờ khoảng, đồng chí cảnh sát à, bao lâu? Không phải mất tích là bắt cóc. Không phải, anh có hiểu ý tôi không? Là bắt cóc đấy. Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh Nguyễn, anh đó không sai. Là một vụ bắt cóc. Tôi xác nhận lại nhé. Hôm qua anh vào phòng xong, có vào kho không? Không, trong đó đều là đồ linh tinh. Khi không tôi vào làm gì? Được được được. Vậy hôm cô ấy mất tích, anh ở đâu? Chắc tôi trong tiệm, ở phòng chơi cờ đánh bài. Được. Đây là vật chứng của tôi. Tôi suy đoán hôm đó khi anh và cô ấy ra ngoài, có hai tên bắt cóc trà trộn vào kho. Tiếp đó hôm sau, khi anh đi trong sòng bạc chược, thì có hai tên bắt cóc vào phòng ngủ, đưa Trình Tâm đi. Đồng chí cảnh sát, tôi đã nói gì nào? Là bắt cóc đấy. Vậy có phải là đáng cho vay nặng lãi không? Sao chúng không gọi điện thoại cho tôi? Hắn đâu thể giết con tin. Anh Nguyễn, bình tĩnh đi. Chúng tôi sẽ giúp anh tìm cô ấy. Cảm ơn đồng chí cảnh sát. Không phải đồng chí cảnh sát, là phiền anh rồi. Tôi nói hai người nghe, vụ này chắc chắn là bắt cóc. Dấu giày này, Đại Vũ. Đội phó Từ, tôi nhấn mạnh lại lần nữa, khi chưa có chứng cứ xác thực thì đừng tùy tiện kết luận. Có hiểu chưa? Nhưng giờ chúng ta đang nói về chứng cứ, vân tay, đầu lọc, dấu giày hoàn toàn chứng tỏ có người đã vào nhà anh Nguyễn. Và giờ tôi đã biết cách không dùng tư duy chủ quan của mình để suy nghĩ về vụ án nữa. Chỉ mấy chứng cứ đó còn nghĩ đủ để thành lập vụ án bắt cóc sao? Nhưng cũng không có nghĩa là không phải vụ bắt cóc. Đội phó Từ, giờ vụ án đã vô cùng cấp bách, dù chỉ có 1% khả năng, chúng ta cũng phải xem trọng tính mạng người khác. Ai xem thường tính mạng người khác hả? Cậu đi đi. Đại Vũ, rõ ràng là một vụ bắt cóc, chứng cứ xác thực. Sao vậy Đại Vũ? Tiêu rồi. Đội phó Từ, chắc sáng nay tôi ăn phải đồ hỏng, có thể xin nghỉ không? Lát tôi bắt xe về sao? Tôi sẽ về đội ngay. Cậu lắm trò thật. Cảm ơn đội phó Từ.
đồng với cảnh sát, công tác bảo an của khu chung cư tôi là kỹ càng toàn diện nhất rồi, không thể sơ suất được. Khi nãy đồng nghiệp của anh đã tra một lần ở đây rồi, cũng không kiểm tra ra vấn đề gì. Chung cư anh chỗ nào hay có người tụ tập nhất? Trước đây là một vườn hoa nhỏ trong khu chung cư, sau đó họ đã chuyển sang gara tầng 1 tòa 13. Tòa 13 phải. Anh Nguyễn ở tòa đó có phải không? Phải. Chỗ anh ấy mới mở phòng chơi cờ đánh bài mà. Mấy ông bà già ngày nào cũng không ngủ ở đó chơi tú lơ khơ, đánh bạc trượt. Phiền anh trích xuất camera gần nhất của phòng chơi cờ đánh bài được không? Được, vất vả rồi. Dừng lại. Lùi một chút. Bóng lưng này là anh Nguyễn sao? Đúng, anh ấy quen ra ngoài đi dạo rồi về tầm giờ đó. Được. Làm phiền anh phát lại. Ok, dừng. Hai người đàn ông này là ai? Người này lạ mặt. Đội phó Từ, thực ra Đại Dũng muốn nói ra suy nghĩ của mình. Anh cũng luôn nói khi phá án phải tiếp thu ý kiến từ nhiều nguồn sau. Cậu bé này còn non quá, nói chuyện không động não, anh đừng có để bụng. Vừa nãy ở hiện trường vụ án thực sự không phát hiện dấu vết ẩu đả gì à? Không. Có dấu giày, có đầu lọc, quả thật là có người vào, nhưng không có dấu vết ẩu đả. Lỗi khóa nhà họ là lỗi C à? Là lỗi C, phải có dụng cụ chuyên nghiệp mới mở được. Khi về hai người đi kiểm tra xem chung cư tái định cư này thì tất cả chung cư gần đó dạo này có xảy ra vụ trộm cắp nào không? Rõ. Được. Dù chỉ có 1% khả năng, chúng ta cũng phải xem trọng tính mạng người khác. Tôi thực sự là một người rất máu lạnh sao? Không phải. Cảm ơn nha. Ông ơi, chào ông. Không biết. Dạ, chào bà. Bà từng gặp hai người này chưa? Ông ơi, ông từng gặp hai người này chưa? Cậu bé, đem qua đây tôi xem thử. Dạ, chào bà. Bà từng gặp hai người này chưa? Gặp rồi. Vừa nhìn quần áo là tôi nhận ra cây. Thật sao? Bà ơi, bà có chắc là hai người họ không? Tất nhiên rồi, tôi có lẩm cẩm đâu. Thường tới chỗ của tôi mua đồ lắm. Tôi không nhớ mà được sao? Họ mới dọn vào mấy hôm. Vậy bà biết họ ở tòa nào không? Tòa 8. Số nhà thì tôi không biết. Không sao. Cảm ơn bà tốt quá. Chúc bà bốc bài đẹp nhé. Đội phó Từ, giống như anh nghĩ, chúng tôi liên lạc đội cảnh sát tại đó, đúng là xảy ra mấy vụ trộm cắp. Giả lại toàn ở khu chung cư tái định cư, cùng một khu chung cư. Phải, đúng vậy. Chắc họ sống cách đó không xa, hoặc là sống hẳn trong khu chung cư đó. Báo với đội cảnh sát trực thuộc, bảo họ điều tra. Dân Dương Đại Vũ đâu? Vẫn chưa về. Chị có chắc hai người này là khách thuê không? Đúng, chủ căn nhà này sống ở nước ngoài mãi nên cho thuê dài hạn. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn chị. Tạm biệt nhé. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, khi chưa có chứng cứ xác thực thì đừng tùy tiện kết luận. Hiểu chưa? Tới tầng 6. Đóng cửa lại.
Đóng cửa lại. Cậu là ai? Xin chào, tôi là cảnh sát. Có chuyện gì? Tôi muốn hỏi anh mấy chuyện, xin phối hợp điều tra. Được, xin mời cậu vào. Cảm ơn. Làm gì vậy? Đánh cảnh sát sao? Đội phó Từ. Giỏi thật. Biết cô ấy là cảnh sát không? Biết. Vậy anh lớn chuyện rồi. Thuê ba quý khách vừa gọi tạm thời không nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau. Tiểu Đông, định vị điện thoại Dương Đại Vũ rồi gửi tôi. Đội phó Từ, tra ra rồi. Đại Vũ vẫn ở khu chung cư của anh Nguyễn. Đội phó Từ. Đội phó Từ, tôi bị thương rồi, nhưng tôi không nhìn thấy. Anh bôi thuốc giúp tôi được không? Nói một cách hay, cứ kệ nó đi, để nó tự khỏi. Cứ kệ nó với thương con bé tí mà ở văn phòng kêu la thảm thiết. Có xứng đi làm cảnh sát hình sự không? Đi ra ngoài. Nhưng mà tôi. Đội phó Từ. Thẩm vấn xong rồi. Nói đi, họ đều là tội phạm bỏ trốn. Giờ này mới tới thành phố Tuy, không liên quan đến Trình Tâm. Tang vật tìm được cũng chỉ có quần áo, giày điện thoại, đắt nhất là cái máy tính bảng. Không đợi đã. Vậy tôi bị thương, uổng phí rồi sao? Vất vả rồi. Tôi ra ngoài trước nhé. Cậu viết bản kiểm điểm. Kiểm điểm sáng mai nộp tôi. Được, đội phó Từ, tôi biết rồi. Chảy máu không? Xem giùm tôi một chút được không? Xem giùm tôi đi.
Đội phó Tường, ban ngày không có ai, sao lại tới đây? Nói thừa ban đêm anh rảnh mà để ý cậu. Làm việc đi. Tôi đi sao? Đừng bảo tôi không cho cậu cơ hội. Xin chào, tôi muốn tìm chủ ở đây. Cậu là ai? Xin chào, tôi là cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, cậu có chuyện gì sao? Tôi muốn hỏi thăm một người, cô ấy tên Trình Tâm. Không quen. Chú chắc chứ? Chắc không quen thật. Đi chung à? Vậy anh quen anh Nguyễn không? Tất nhiên là quen, thường tới ăn cơm, khách quen đấy, khách quen thân lắm. Có một cô gái thường tới với anh ấy. Anh biết không? Ý cậu là cô gái đàn guitar hát có phải không? Cô ấy đàn guitar hát ở đâu? Có lúc cô ấy đàn hát ở chỗ tôi, có lúc đi hát ở quán bar. Anh có biết là hát ở quán bar nào không? Ở Thanh Hồng, quán bar Thanh Hồng. Cảm ơn. Cô gái đàn guitar hát tôi có quen. Cô ấy là vợ của con bạc Lưu Vi Tiền. Lưu Vi Tiền? Không không không, chúng tôi quen miệng là bạn gái. Bạn gái? Họ quen nhau thế nào vậy? Lão Lưu là khách quen chỗ tôi. Cậu ấy thích tới đây ca hát với mấy cô gái. Qua lại mãi thì thân thôi. Vậy chị có biết cô ấy tên gì không? Cô ấy tên Lý. Lý. Lý Thiến, chỉ có ảnh cô ấy không? Hồi trước có chụp mấy tấm để trong phòng làm việc của tôi. Nhưng mấy hôm trước Lý Thiến tới nói muốn lấy về làm kỷ niệm, cho nên tôi tặng cô ấy. Chị có thân với Lưu Vi Tiền không? Thân lắm. Anh ta ở đâu? Tôi biết anh ta ở đâu. Thật không ngờ anh Nguyễn và Lưu Vi Tiền lại sống cùng một khu. Đội phó Tường, anh bảo Lưu Vi Tiền ban ngày không ở nhà thì đi đâu được? Cậu theo tôi là biết thôi. Nhị dặn. Thức dặn. Lục Đông. Ngủ điều. Anh là Lưu Vi Tiền có phải không? Ừ, sao vậy? Xin anh chút thời gian, chúng ta nói chuyện mấy câu.